Rồi, chào các bạn nha. Nay chở vô đây câu cá tiếp bạn ơi. Điểm hổm hai chồng mới vô nè. Chuyến hổm là đi gấp quá, không có chuẩn bị gì hết. Mà cũng làm được 4 con, sẻ 1 con. Bữa nay chuẩn bị đầy đủ luôn. Gồm anh em với Sóc Trăng, Cần Thơ thì đầy đủ luôn. Sáng cũng như mình chạy chuyến xe bạn. Chuyến xe khách vậy. Gồm từ dưới già lên tới đây cái đủ anh em vô chuyến. Cũng trên 10 cần vậy đó, chắc này anh em đang chuẩn bị xuống cần. Mình cũng mới tranh thủ xuống cái cần xanh trước rồi. Giờ ra thêm cây nữa, mình chơi hai cây mới đã. Trời gối địa hình rồi, bữa hổm vợ mình kéo chân bữa nay không cho vợ mình kéo nữa. Sáng vô đây đuối. Chạy xe tới đây chuẩn bị bóp mồi xào ra cần cái thở oxy. Tranh thủ lý lịa luôn rồi. Tại đàn hổm vô đây cá nó ăn sáng đó, nên tranh thủ. Trong đây thì câu thì ngừ 150 và một cần á, câu từ 9 giờ tới 3 giờ chiều. Cá dính lấy, có một số cá thả lợi. Chỗ này mình cũng mới biết là lần này vô lần thứ hai à, cũng chưa quen lắm. Nữa mà bữa nay chắc quen. Hả? Nữa rồi đó, 4 con rồi đó. Hồi nãy lúc chạy xe vô là lên con rồi, giác này làm đó kìa, lên đây, lên đây đó, làm ông kia ông kế bên bóp, tao bóp mồi mà ông gung tay trơn rồi. Ê cục mồi lên bờ cá ăn nha. Đó đó chiêu mà quá, sáng cá lên lía lịa cho các bạn ơi. Rồi vuột hả, chạy vô rồi vuột luôn rồi, cá đang ăn, hai thằng ngồi hai bên la quá trời, cá trốn luôn. Gấp lắm rồi hả? Có cần thủ đẳng nãy trúng ổ luôn nè. Từ lúc mình vô, mình mới chạy vô đang lên con rồi, nãy giờ mình ra cần lên 3 con nữa là 4 con đó, trong vòng chừng 15 phút mà. Quá. Cái này luồn dây vô khoang mà luồn không vô luôn, rung tay. Hy vọng là bữa nay sẽ đánh cái mani em trong chìa khóa, bắt được nhiều cá nha các bạn, kéo lia lịa cho sướng nè. Nay mình ngồi cuối đầu dưới đây luôn, cuối đường, cuối con đường, quay lên toàn cảnh luôn. Tôi còn hôm qua tôi còn không dám tới sớm, tôi cứ vòng bên kia hết rồi về tè chiều tới. Đó 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 đó, tới số rồi, trời 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 trời, bạo lực quá vậy, đâu mà hai cây kế bên làm liền liền ta, tới số rồi, tới số rồi. Phi thằng cha hả, cần thủ đây làm quá, vừa mới lên con phi cần thứ hai lên cha luôn rồi. Ngon rồi, ngon rồi, sáng xuống hai cục hai con là ngon rồi. Vô mánh rồi, chưa gọng cà phê nè, mới bỏ vô gọng cần kia dở cứng cây luôn. Kìa 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 kìa, trời ơi, tới số rồi, dính rồi, rồi tới số rồi. Không, cá đang thịt ngon lắm, dễ khắc nè. Gỡ chưa xong nữa là tới nữa này, tới luôn rồi. Sao có mình em vui vậy ta. Đây gớt xong, cá đang ngon thịt dẻ, không có mỡ, trắng phiếu. Lên bờ nữa hả, chơi thì chiêu lên bờ không ha. Trận thủ đó cũng mới vô chung lượt và cũng lên cá lia lịa luôn, mình chưa. Cuối sao? Trời ơi, còn lâu mới vô mà. Hai cục hai con. Quá đã, quá đã. Chứ làm điều điều đi tí. Đẩy gọng ra thôi về. Đó 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 đó. Con xanh nó mới dở một cái hồi nãy. Đây là đèn nè. Đèn chạy vô nè.
Chưa. Đóng đại đi, có cảm giác, có hiện tượng. Chưa có dính mà nóng cái gì mà nóng. Không kìa. Đóng đi. Ở mấy giờ? Dính đâu mà dính. Cả mấy giờ? Rảnh thiệt chứ. Ờ. Có hiện tượng rồi được rồi. Cá nổ kìa. À, gọi tao vớt là tao đâu có đem nữa. Tại mấy bữa nó giao trễ quá rồi tối đụng làm không có kịp rồi tao đẩy xuống luôn à. Có hiện tượng buổi sáng. Rồi bây giờ là còn bây giờ đem về cái nào là tao đổ rồi tao ấy liền không à. Rồi. Mày mướn nó mấy con nhỏ chân dài á lại cho nó lau chùi đi. Lấy khăn lạnh đồ đó nó lau đồ cho nó sạch rồi mới được. Nó lấy khăn lạnh rồi nó lau rồi. Ừ. Rảnh vô tiếp tao sang ban cá tra qua cái hồ câu người ta có. Giật cái dèo cái hầm trước nhà đó chứ kéo đâu nữa cũng hầm đó cá bao la cần gì kéo. Ê, cá lên nha. Yeah. Ừ, rảnh chạy vô ngày mai hả? Rồi ấy chạy vô đi rồi, xuống rồi. Rồi cái giật à. Rồi trời ơi. Quậy quậy bánh trái nữa. Đồ, nó đẩy mày nó dở mày hai ba cái rồi mà mày không quánh liền mà. Đồ đặng bắt rồi kìa, đặng bắt rồi kìa. Đặng dính rồi kìa. Đặng nó bắt cái gì mà nãy giờ vậy ta? Ơ giật nó còn bực trên tay nó còn lì mấy cái nữa mà vậy mà đi luôn. Nãy nó bắt cái gì mà nãy giờ nó đứng nãy giờ á. Đó lão quá. Cá hô. Chà. Đâu quá. Được cạch vậy đó. Quánh vô rồi hả? Đóng dính rồi đó, đóng vô rồi. Vậy mà nó còn khảy. Cái gì mà đang nó dễ dữ. Cha hai chấm cỏ hay là cái gì nó quậy gì. Nó ở Cần Thơ hả vậy? Dạ Cần Thơ nhiều. Đa số Cần Thơ thôi. Vãi anh. Kỳ trời. Đỉnh cao trời. Đỉnh cao trời. Ủa gì kỳ vậy? Thấy đóng dính rõ ràng mà. Số sao đâu có hoài luôn á. Sáng giờ hai lần rồi đó. Ủa thấy đóng lên không rõ ràng rồi ta. Thì đó, gì đi nói. Trời không chưa tới. Sáng giờ hai cái luôn bạn ơi. Giống thịt nhau luôn. Dỡ cần thẳng cây ra đóng hụt, dỡ cần thẳng cây ra đóng hụt. Chưa tới số thiệt chứ. Làm lại. Đó kìa, rớt cần xong rồi, rồi. Rồi, hô rồi. Hô rồi. Hô cá hô. Ô, lâu đẹp ghê trời. Từ xa thấy thẳng cây, éo là bỉnh, bụm. Cá hô rồi. Đó, cảm ơn cần yếu quá mà cái trống văng cái trống luôn. Ê còn đóng cá hô từ tét mỏ. Quá đẹp. Thấy cái cần tự nhiên nó dở là nó giật 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 cá hô. Trời ơi trời.
trống cần rồi nè. Trời ơi, cây trống bay lớn phải rồi. Cái củi nó cầm còn chắc hơn nữa. Chà. Con này uống nè. Cái cần thôi. Thấy nhịp 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 làm giết bay díu luôn. Ê, từ từ xét dây vô chút, kéo lên nó đừng có dở. Con đó cũng ký gữ. Ký gữ. Lết nó lên, lết nó lên. Nó lết lên ừ. Tính cá hồn không chơi lòi ghê hồn thì. Trời ơi, giống chơi cái giống cần nè. Vậy mới đã. Thấy dở cần là cái văng cái máy bên bên lụm chùm. Nó chạy được rồi, nó tới mé rồi. Để ông ơi cho ông cái cây củi này còn chắc hơn cây đó nữa. Vậy cái giống cần vậy mà đi nhiều chuyện không á. Sáng ngày em có cá hai ba con mình chưa. Có thể để máy mà sao quá không thấy. Mình chưa có con nào chứ. Sáng đóng ba cái, hai cái lên thẳng cây kéo vuột. Còn cái kia thì đóng chặt lắc. Thời chưa tới. Nằm luôn rồi. Hén cho vợ ông kéo dính rồi. Cá lên, cá lên, cá lên, cá nổ. Lâu lâu lên cong, lên cong bự bự vậy đó. Cá trống, trống. Coi dần quay chân cong nha. Lấy cái gọng, lấy cái gọng. Đợi sáng giờ. Coi nhớt, coi nhớt. Coi nhớt rồi, hàng 2 nha. Coi dính nhanh chóng rồi. Bích nhanh ra là nó không có đâm được. Không đâm được rồi. Để đâm nó kẹt nó chết. Đem đi cho nào mất mát hết vậy. Ngoài đây nè. Ngoài đây thì giấu ngoài đây đi. Ừ. Mình có cá mình đem rộng ngoài đây giấu đi, hồi mất tiêu luôn rồi. Tội nghiệp đó. Nào lên chảo, lên sao. Gửi luôn. Nữ đâu rồi. Nãy đang cầm cầm. Được. Cá lên đẹp bạn nổ bung mình mé bạn luôn sướng 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 rồi đó. tiếp tục xuống mồi. Cá mới lên. Ba ra nửa hầm rồi. Tới số này đó. Đang canh máy tha ra nửa hầm ra kéo kéo phao anh ta đánh đánh cọ thì nó nằm đó chứ đâu. Đóng chặt luôn. Đợi chút xíu nó ngậm hả? Buồn thiệt chứ.
khôn thiệt, chạy ra gỡ lưỡi. Tột phao đi ra canh canh đi, giật lên đóng cái chạy luôn. Rồi tới rồi. Bà la cà na xí bụi. Em cũng giống tôi à. Ê ê ê ê, cái lên cái lên. Lộn. Nó chạy qua đây ơi. Thôi tới rồi. Đây rồi. Rồi vụt rồi. Gì kỳ vậy? Cá kéo gì mà vụt nữa? Không hiểu nổi luôn. Sáng giờ ba con rồi đó. Sạm thiệt chứ. Không hiểu nổi nguyên nhân tại sao vụt luôn. Làm lại làm lại. Đó đó đó. Cái anh bạn cái bên lên cá luôn. Cá chà, chạy ghê vậy? Cá chà. Cũng được. Bạn mới xuống cần hai cục cũng có được con, có nhớt. Chạy chạy không không biết sướng là gì luôn. Quấn máy theo không kịp luôn. Cá nó cũng ký mấy phía ngoài. Ngon lành, có nhớt luôn. Sáng giờ ai cũng có nhớt. Có mình sảy nhiều. Sáng giờ sảy ba con. Ba con sảy mà sảy của nó là sảy mà sảy xàm luôn á. Thấy chắc ăn mà còn vẫn sảy. Kệ, có nhiều nhiều biết đâu được. Đây chiều cũng còn lai gai. Tiếp tục chờ đợi. Đó, 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 đó. Đó, tới thời rồi. Ê, hô rồi, hô rồi. Ê, ê, ê. Người không biết câu mà dính cá mới tiếu nè. Câu mà dính cá mới tiếu nè. Ông này ông đi câu tôm cần sông với cần tre không à. Cá hô rồi. Nó lị bản rồi. Cá hô thiệt rồi đó. Hô đi, hô đi. Quay lên, quay. Hô, hô, bảo đảm một con cá hô rồi đó. Hô đẩy người mới nè. Nè lú đầu lên nè, cá hô, cá hô. Nó, nó. Hô, hô, hô. Đúng thiệt, tổ đãi người mới. Tổ đãi người mới. Trời, nặng dữ. Từ từ, từ từ. Hô, hô. Cá không có mệt, mệt chứ cần. Cầm không có quen. Đó, đen lưỡi kỳ đen không? Hô, hô. Tới số thiệt, tổ đãi người mới. Thì bèo nhất cũng 6 kg. Chạy dữ lắm, nó còn khỏe lắm. Mấy hồ khỏe lắm. Quăng mồi sàm sàm vô dính chơi chơi dính thiệt thiệt mới ghê. Con mồi không biết quăng đâu mà. Cái hồ đen. Không, thấy vậy mà dính không? Không, thấy vậy mà dính thiệt. Ồ. 6 kg đổ lên hay gì. Thấy nó nhỏ vậy chứ nó nặng lắm á. Ừ, vậy cui à. Tiếu thiệt chứ. Khỏe lắm, mấy cá này khỏe lắm. Bự à. Nó kìm gấp nữa. Tiếu thiệt chứ. Cho chạy đã đi. Không thấy hình là vậy được rồi. Khó không gỡ lưỡi. Đâu bắt được đâu. Đâu bắt được đâu. Có ai có cân ta, con này nặng nè, con này bự á. Mà không có đem cái cân. Này dắt 56 không vậy? Con này trên 6 kg á, trên 6 kg. Bự lắm đây đó, bự lắm. Trên 6 kg á. Vậy cui à. Lên bờ người làm bôi đi gì cho nó xuống. Rồi. Dở lên luôn không? Dở đậu lên. Cái này chắc dở không sao á. Mình nhỏ gì?
Cái đầu thù lù, cá có tật, cá ba đuôi mọi ơi. Ủa cá ba đuôi luôn. Ủa phải không? Nó có tật. Nó có tật. Có tật. Có tật. Ồ chắc cái 5 kg mấy 6 kg. Thằng không biết câu dính cá hô ha. Rồi dính ngồi chân người mới, tôi đại người mới luôn. Quá êm, hay hầm đá luôn. Êm. Vô. Anh bà vợ thứ là cỡ nhiêu ký? 5 kg mấy gì? 5 kg mấy 6 kg. Quá đã. Lên thằng luôn. Không cho bá lửa. Quá êm, quá êm. Có ai chụp hình không? Đây, rồi. Mình đây. Đây vô đây tôi chụp hình. Thằng dính. Thằng dính nè. Ủa con cá. Cái đừng gớt chết. Đủ. Tà tà, cá nhỏ chết đó. Cá bự không nó rõ cá này chết á. Thằng nào nữa nè. Đã. Em à, không biết câu á. Em thấy cùng ngồi tàu lao dính. Cùng ngồi tàu lao luôn. Dính tà le luôn. À dính mặt lên chụp hình cho. Rồi tôi gửi qua cho. Nha. Rồi. Rồi hả đi má ơi. Chơi cùng ngồi nửa hồ à. Bèn cứng cây. Em chơi em cố tình em chơi cục bò nửa hồ rồi em quắn vô cho nó giữa hồ luôn anh. Vậy mới dính cá hồ đó. Dính cá hồ. Ủa bạn thấy hồ câu đã không? Này là cái không phải cái hồ câu, cái ao nhà người ta cho vô câu bạn, đủ 10 cận nó mới cho vô câu. Sáng nay mình gom chiến cũng được 1-2 cây vậy trên hồ nè. Chia nhau quánh. Sáng giờ mình xảy ra 5 con rồi. Uổng thiệt chứ. Dính được có 1 con một. Nhưng mà cũng được, có cảm giác anh em này cũng nói chung ai cũng có cá đều. Từ đầu trên tới xóm dưới. Sáng giờ câu cũng nửa thời gian này, còn nửa ngày sau hy vọng cá lên lía lịa mà. Kéo cá đằng này lên chậm hơn là rồi mình lên. Rồi chiều nay hình như ông chú cũng thả cá thêm hay gì, không bắt cá trong hầm không? Coi nào rảnh lên tiếp. Hy vọng là hồi bái còn cá hô kéo thử cảm giác rồi. Thấy chạy đã quá đã. Tiếp tục chờ đợi thôi. Đây, cần thủ đây dính cá hồ nữa bạn ơi. Đi lại quay ké. Cá hồ chắc rồi, cái cha lên mặt rồi. Làm thử con mười mấy ký coi thử cho nó ra sao. Mấy chân trước ông dính con 12 ký. Lo bay cận xong. Có thiệt rồi. Dạ, chưa lên đâu. Ừ. Cái hồ trắng phiếu. Con này hô trắng. Dính mấy con này mất công hao tổng hao nhân sức chứ sức lực chứ. Cũng đâu được bắt. Có cảm giác thôi à. Mạnh lắm mấy con này lì ghê. Cái hô này có 20-30 ký kéo đã cả nào trời. Bự. Lì kìa. Ôi. Quái vật. Quái vật hồ rồi. Con này mà lên bờ luôn, khỏi bờ lên. Mạnh ớn ăn, mạnh con nãy biết nhiêu nói kìa. Cá bự hơn cá nãy. Vô đây dính mấy thứ này chỉ có cảm giác chứ không có được sướng. Không phải ông ơi, cái con này nó nguyên, con nãy nó có con nãy cái đuôi nó cong cong nó chạy yếu. Mạnh đi ghê. Mạnh hô mà bên 5 ký nhưng mạnh dám hơn cái trà cái chục ký. Pop 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 pop. Con này đẹp quá, tròn quay vậy. Mập lù tròn quay. Cá này cái đầu ăn chắc ngon ta. Thấy cái tướng mềm xèo qua sụm không à. Ngắt luôn. Con này nặng con cá nãy. Ngon hơn, ngon hơn. Trắng phiếu luôn kìa. Dậy cơm hơn. Cái họng hết có biết cái họng. Bây giờ cá hô rồi. Đấy. Bây giờ cá hô rồi, bây giờ cá hô rồi. Thôi da nó trắng kìa. Con này trắng, con nãy đen ha. Đẹp.
còn lử. Cái lỗ mũi của nó đã thì chứ chà bá, hai ngăn, cái lỗ mũi hai ngăn. Nhóm, cho biết cảm giác nhóm nhóm nãy giờ. Cho biết cảm giác chứ. 6 kg không? 6 kg không? Thả lại. Rồi, ngon lành. Ok. Con này còn bự, con này zin luôn à, đẹp luôn à. Con nãy tặc rồi, nó bị rút cái đuôi rồi. Con nãy tặc. Chả thả về hồ. Nhắn nhủ nó gì đi. À, sáng là đi câu không, chú hồ khoát cho một bịch cơm vậy. Anh em ai ăn thì tự xử. Thông báo luôn là mấy chục người có con ca nước luôn. Ca nước mà chưa có nước suối. Chút xíu chú hồ. Tại cái bà đã bảo không biết gì không, chú hồ không tới cây chưa gì à. Chút xíu chú hồ đem nước ngọt với nước. Này đi câu trong đây như là câu tự nhiên mà ăn bờ ngủ bụi. Trứng ngỗng hay gì bụi dưới ta. Chà bá luôn. Trong đó nè. Bự hết. Sao trứng còn bự ghê vậy? Như là trúng, trúng trứng khủng long rồi. Cơm, cơm. Cơm trưa, cơm trưa. Ăn cơm xong rồi anh em mình chọi vài cục mồi gì à. 3 giờ. Mỗi bữa 3 giờ, bữa nay 3 giờ. Nãy chú hổ xong báo rồi. Chắc này mình lên thẳng cây cái đầu dục cơm từ lưa cho nè. Dục là nhịn đói hết đó nha. Thông báo dục cơm là nhịn đói hết đó nha. Đó 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 đó. Rồi. Đó 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 đó. Đi luôn rồi đó. Đấy chó thì chén sáng giờ luôn á. Dình muốn chết. Công trình ngồi gần mấy tiếng đồng hồ, nhóm cái vợ đóng một lắc. Chú hồ này chơi lớn quá bạn ơi. Hồ bên kia cá đang chậm ăn bây giờ à. Thêm 50 qua đây chơi hồ bên đây luôn. Chơi luôn chứ sao giờ. Vợ anh em đang gom cần, mới gom cần qua đây nè. Mình cũng xuống được cây vậy. Bên đây con cá nó hơi chật nha bạn. Giờ mình bóp bò mình chọi cần kia các bạn ơi. Xuống cần lý lĩa đi. Ê bự bự bự. Hai chồng xém quýnh lộn rồi, giành cá. Cá dính nữa các bạn ơi, làm gối đi hình nha. Chưa xong độ xong nữa. Cá lên đi. Ê cá lên luôn kìa, cá lên luôn kìa. Cá lên kia luôn rồi. Cá lên, cá lên, cá lên, cá lên. Cá lên, cá lên. Cá lên, cá lên.